là quay như thế nào, rồi nhìn ra ngoài mà cười cợt một cách là kêu bằng là quá lố bịch cả nhà. Rồi lông vịt, lông chuột cũng ở bên trong chiếc xe không dám xuống, tại vì chị Ni cũng đã chia sẻ ai có liên quan trong câu chuyện này thì sẽ vào bên trong, còn ai mà không có liên quan tới câu chuyện này thì ở bên ngoài. Thì em cũng mong cả nhà đi vào thì cho em một cái ngón tay đẹp lên nha, để ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ tinh thần những anh em chính nghĩa ở đây đều lan tỏa, đều chia sẻ cái câu chuyện này. Thì cho anh em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký thôi nha, để cái đường like của em nó lan tỏa đến tất cả cô chú chị. Một cái câu chuyện mà có 102 trên cái đất nước Việt Nam này cả nhà, có 102 luôn, câu chuyện có 102 luôn cả nhà. Đó thì tới bây giờ thì phía bên bảy bánh xèo cũng đến mà kêu bằng là cười cợt, rồi đến một cách kêu bằng là cười nhạo cười nhợt. Thì em nghĩ là cái thể loại người này thì cho tới mà cái kết sau cùng thì không bao giờ mà biết ăn năn được đó nha, không bao giờ một cái kết không bao giờ mà đây chắc nha. Đây thì đang kêu bằng đang hay cả nhà. Đây có rất nhiều cô chú anh chị khán giả nha cả nhà, cũng đến để ủng hộ cái câu chuyện Hồng Loan cả nhà. Đúng rồi cả nhà vào thì comment cái khéo để kêu bằng là phía bên kia nó lập phi bằng đó nha, lập phi bằng lập phi bằng chứ mà dở nha cả nhà. Đây nó đang kêu bằng nó kiếm chuyện để lập phi bằng nha cả nhà. Đây em cũng sẽ đưa hình ảnh rõ thì một tí xíu, thì nếu như mà làm việc xong á thì phía bên kia nha cả nhà sẽ ra đằng trước này, thì em cũng sẽ quay lại cho cả nhà mình xem nha. Đây sao kê thì phải sao kê rồi cả nhà, sao kê phải sao kê rồi, mà lúc nãy thì kêu nó sao kê thì phía bên tài xế lon chuột cũng đang trên chiếc xe cũng không biết ăn năn cả nhà, không biết dừng lại trong cái câu chuyện này. Cả nhà vào thì nhớ cho em một lượt like nha, cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký cả nhà, để cái đường like của em nó lan tỏa nha cả nhà. Cả nhà vào thì cho em một cái ngón cái đẹp đi lên nha. Đây cả nhà ơi. Có rất đông. Rất đông, rất là nhiều cô chú anh chị khán giả cũng đến cái câu chuyện này. Rất đông bà con cô chú anh chị khán giả trong nước cũng như ngoài nước đều theo dõi cái câu chuyện của Hồng Loan cũng như ủng hộ Hồng Loan chị Ni nha cả nhà. Phía bên luật sư của Hồng Loan nha cả nhà cũng đang vào bên trong để làm việc, thì em mong rằng cô chú anh chị cũng theo dõi cái câu chuyện này, cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký cả nhà. Gửi nó luôn để lấy máy lúc này.
đúng rồi. Một khi mà mất rồi thì hỏi mà lại hứa thì lại hứa chứ. Bây giờ làm việc với tất cả cơ quan chức năng thì giấy tờ đâu đó rõ ràng cả nhà. Còn mình đâu có thể mà giờ mà đem kêu bằng lập vi bằng, vi bằng gì vi bằng vậy. Ai mà làm? Em nói với cô chứ vậy á. Một cái câu chuyện này nó quá là kêu bằng nó quá là lố bịch cả nhà. Em nói thật chứ cả nhà, chứ phía bên kia tới bây giờ mà chưa biết ăn năn hối cải. Chưa biết ăn năn. Em cũng chẳng biết là phía bên kia như thế nào cả nhà. Không biết ăn năn như thế nào hay là không biết ra sao. Cả nhà vào thì nhớ cho em một lượt like nha, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Cả nhà like thì cho em một cái ngón cái đẹp đi lên nha cả nhà. Cho em một cái ngón cái đẹp đi lên để cái đường like của em nó lan tỏa nha, đến tất cả cô chú chị nha cả nhà. Bây giờ thì nói chung là có rất là nhiều cô chú chị, rất là nhiều cơ quan cũng đang đứng ở bên ngoài để chờ cả nhà, để chờ phía bên mẹ con bún bò, mẹ con que để ra cả nhà. Đây. Đây thì cái câu chuyện này nó quá là chưa bằng là có một không hai mà. Nhiều bà con, nhiều khán giả người ta cũng đi từ xa, cũng từ xa người ta đến đây người ta xem. Người ta cũng kêu bằng là tò mò cả nha, tò mò cái câu chuyện này cả nha. Rất là tò mò cái câu chuyện này, thử cái Hồng Loan sẽ giải quyết như thế nào. Thì cả nhà cũng biết thì phía bên trong bảy bánh xèo thì không biết ăn năn. Cái bảy bánh xèo thì vùng vẫy tay vẫy chân rồi đi chung với phía bên mẹ con Sáu ha, vẫy tay vẫy chân. Ngay cả que thì tới bây giờ cả nhà thấy không, một cái tư cách là cơ bản là không biết ăn năn, không biết có lỗi cả nhà.